Thưa quý vị, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm 22 tháng 7 đã có bài phát biểu đầu tiên trước công chúng, chỉ một ngày sau khi được ông Biden đề cử. tờ The Guardian cho biết, bà Harris đã mở đầu bài phát biểu với việc tuyên bố những di sản được tổng thống Mỹ Joe Biden thực hiện trong nhiệm kỳ qua là chưa từng có trong lịch sử hiện đại. Di sản thành tựu của ông Joe Biden trong 3 năm qua là chưa từng có trong lịch sử hiện đại. Chỉ trong một nhiệm kỳ, ông ấy vượt qua di sản của phần lớn những tổng thống từng có hai nhiệm kỳ. Lần đầu tiên tôi biết tới tổng thống Biden là thông qua con trai ông, Beau. Beau khi đó thường kể cho tôi nghe các câu chuyện về cha anh ấy. Những phẩm chất mà Beau tôn kính ở ông Biden cũng chính là các phẩm chất mà tôi thấy mỗi ngày ở ngài tổng thống. Bà Harris phát biểu trước công chúng và cánh báo giới ở Nhà Trắng. Những phẩm chất đó gồm sự trung thực, liêm khiết, tình yêu sâu sắc với đất nước và tôi là người trực tiếp chứng kiến Tổng thống Biden của chúng ta mỗi ngày chiến đấu vì người dân Mỹ. Chúng ta biết ơn sâu sắc về sự phục vụ của ông Biden dành cho nước Mỹ, bà Harris nói thêm. Theo CNN, bà Harris vào chiều 22 tháng 7, giờ Mỹ đã mở màn chiến dịch tranh cử ở thành phố Wilmington thuộc bang Delaware. Ở một diễn biến khác, nhóm chiến dịch tranh cử của bà Harris tuyên bố quỹ tranh cử đã nhận được 81 triệu USD trong vòng 24 giờ, Tính từ lúc ông Biden lên tiếng ủng hộ. Chúng tôi đã nhận được 81 triệu USD từ khi bắt đầu chiến dịch tranh cử của bà Harris. Đây là lượng tiền gây quỹ lớn nhất lịch sử chỉ trong 24 giờ. Phát ngôn viên nhóm tranh cử Harris, Ama Musa, viết trên mạng xã hội X. Theo nhận định của The Hill, lý do khiến quỹ của bà Harris nhận được sự ủng hộ về tiền bạc nhanh như vậy là bởi tổng thống Mỹ Biden trước đó tuyên bố sẽ không tái tranh cử. Đồng thời điều này cũng phản ánh bà Harris là sự lựa chọn khả dĩ nhất để thay thế ông Biden. Trước đó, theo số liệu thống kê được tờ The Hill công bố, tính tới tối 21 tháng 7 giờ Mỹ, bà Harris đã giành hơn 531 phiếu đại biểu. Dự kiến, bà Harris sẽ cần ít nhất 1.968 phiếu đại biểu để trở thành ứng viên đề cử của Đảng Dân Chủ. Được biết, toàn bộ số phiếu đại biểu trên của bà Harris tới từ 6 bang Tennessee, Nam Carolina, Bắc Carolina, New Hampshire, Florida và Louisiana. Trong đó, bang Florida có số phiếu đại biểu ủng hộ bà Harris cao nhất với 224 phiếu, tiếp sau đó là bang Bắc Carolina. Hôm nay, toàn bộ đại biểu của Đảng Dân chủ ở bang Bắc Carolina đã làm nên lịch sử. Chúng tôi đã nhất trí bỏ phiếu quyết định ủng hộ việc đề cử bà Kamala Harris trở thành tổng thống Mỹ. Tôi tự hào về đảng của chúng ta, người đứng đầu Đảng Dân chủ ở Bắc Carolina, bà Addison Clayton viết trên mạng xã hội X. Ông Trump từng tài trợ hàng nghìn USD cho chiến dịch của bà Harris. Theo hãng tin RT, tập đoàn Trump Organization đã đóng góp 5.000 USD vào năm 2011 khi bà Harris thực hiện các chiến dịch tranh cử với tư cách Bộ trưởng Tư pháp California và thêm 1.000 USD vào năm 2023. Con gái ông Trump là Ivanka cũng đã góp thêm 2.000 USD cho bà Harris vào năm 2014. Thông tin này được lan truyền trên mạng xã hội hôm 21 tháng 7, sau khi tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố dừng tranh cử và ủng hộ phó tổng thống Harris thay thế ông làm ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ để đấu với cựu tổng thống Trump, ứng viên của Đảng Cộng hòa. Bà Harris cho biết, bà sẽ giành được đề cử của Đảng Dân chủ để tham gia tranh cử vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới. Trong khi đó, theo CNN, ông Trump cho rằng bà Harris sẽ dễ bị đánh bại hơn ông Biden. Trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2016, ông Trump thừa nhận đã quyên góp cho cả Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, bao gồm cả đối thủ lúc bấy giờ là bà Hillary Clinton. Theo Open Secrets, nhóm nghiên cứu hàng đầu theo dõi dòng tiền trong giới chính trị Mỹ, vào năm 2001, ông Trump đã quyên góp 1.000 USD cho chiến dịch tranh cử của Thượng nghị sĩ, lúc đó là ông Joe Biden, và từng có một số đóng góp cho chiến dịch của bà Hillary Clinton từ năm 2006 đến năm 2007, bao gồm khoản tiền 100.000 USD cho quỹ Clinton. Hãng tin Mỹ Axios cho biết, Tổng thống Joe Biden đã trần trừ việc từ bỏ chiến dịch tái tranh cử, một phần vì lo ngại Phó Tổng thống Kamala Harris không đủ khả năng đánh bại ứng viên Cộng hòa Donald Trump. Thông tin trên do ba trợ lý biết rõ các cuộc thảo luận gần đây về kế hoạch của tổng thống Biden tiết lộ. Lo lắng của ông đã phản ánh những hoài nghi của một số quan chức lãnh đạo Đảng Dân chủ về khả năng thắng cử của bà Harris. Các nguồn thạo tin chỉ ra rằng, thời gian làm phó tổng thống của bà Harris đôi khi gặp nhiều khó khăn, một phần vì sự thay đổi nhân sự quy mô lớn và việc bà miễn cưỡng đối mặt với những trách nhiệm rủi ro về mặt chính trị. Họ cho hay, phần lớn nhân viên của bà Harris đã rời đi trong vòng 3 năm rưỡi qua. Cụ thể, trong số 47 nhân viên được liệt kê vào năm 2021, chỉ có 5 người vẫn làm việc cho nữ chính khách này tính đến mùa xuân năm nay. Các cựu trợ lý của Phó tổng thống Mỹ nói với Axios rằng, tỷ lệ nghỉ việc cao một phần là do cách và đối xử với nhân viên. Các trợ lý nêu ra những tiêu chuẩn cao mà một số người không thể theo kịp, trong khi những người khác bày tỏ việc bản thân cảm thấy bà Harris thường xuyên chất vấn họ, như đối với các cơ quan chức năng của ông Trump. Theo các nguồn tin, mối quan hệ giữa văn phòng phó tổng thống và cánh tây thường xuyên căng thẳng các trợ lý nhà trắng nhận xét bà harris không phải là người có tinh thần đồng đội và có xu hướng tránh xa mọi nhiệm vụ rủi ro bà được cho luôn thận trọng và miễn cưỡng tham gia vào các sự kiện không được kiểm soát chặt chẽ ngược lại các trợ lý của Phó Tổng thống đôi khi nghi ngờ đội ngũ của lãnh đạo nhà trắng không muốn cho bà Harris cơ hội tỏa sáng để ngăn cản dư luận xem nữ chính khách này như gương mặt thay thế khả thi cho ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Nhà trắng và văn phòng của bà Harris hiện chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên. Ông Biden hôm 21 tháng 7 đã thông báo dừng chạy đua vào nhà trắng năm nay và sẽ chỉ tập trung hoàn thành phần còn lại của nhiệm kỳ tổng thống hiện tại. Ngay sau khi thông báo rút lui, ông Biden công khai ủng hộ Phó tướng Harris thay mình làm ứng viên tổng thống đại diện Đảng Dân chủ trong tổng tuyển cử vào tháng 11 tới. Cựu tổng thống Trump đã phản ứng ngay lập tức trước thông tin trên, khẳng định việc đánh bại bà Harris sẽ dễ dàng hơn việc thắng ông Biden. Nhiều thành viên cấp cao của Đảng Dân chủ, bao gồm cả cựu tổng thống Bill Clinton, ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, đã lên tiếng ủng hộ bà Harris chỉ trong vài giờ sau thông báo của ông Biden. Tuần tới sẽ rất quan trọng để bà Harris 59 tuổi, chứng minh những người nghi ngờ đã sai bằng cách nhanh chóng loại bỏ những đối thủ tiềm năng nhằm giành sự đề cử của Đảng Dân Chủ, Asius nhấn mạnh. Trang NBC News dẫn lời một số nghị sĩ giấu tên trong Đảng Dân Chủ cho biết, bà Pelosi đã nắm vai trò chủ chốt trong việc khéo léo thúc giục ông Biden từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng. Dù bà Pelosi không công khai kêu gọi ông Biden ngừng tái tranh cử, nhưng vị chính trị gia này đã làm việc một cách âm thầm và có hiệu quả ở hậu trường bà pelosi được cho là đã có cuộc nói chuyện với nhiều thành viên cấp cao của đảng dân chủ và khuyến khích họ nói lên suy nghĩ của mình tôi nghĩ rằng bà pelosi tiếp tục cho thấy bà ấy là một chiến thuật gia chính trị bậc thầy một nghị sĩ dân chủ giấu tên nhận xét nguồn thân cận với bà pelosi cho hay Riêng trong ngày 19 tháng 7, đã có 13 nghị sĩ dân chủ trong Quốc hội Mỹ lên tiếng kêu gọi ông Biden rời bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng và đó là một đòn chí mạng dáng mạnh vào chiến dịch tranh cử của ông. Việc nhiều thành viên Đảng Dân chủ khi đó kêu gọi ông Biden từ bỏ tái tranh cử là tất cả những gì bà Pelosi làm. Bà Pelosi nắm 50% trách nhiệm khiến ông Biden từ bỏ, người này nhận định. Hiện bà Pelosi chưa bình luận về những thông tin được NBC công bố. Theo NBC News Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 21 tháng 7 tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng trong bối cảnh hàng chục nghị sĩ dân chủ công khai kêu gọi ông hãy nhường cơ hội cho một ứng viên khác, nhất là sau màn đối đầu trên truyền hình có phần lép vế của ông trước đối thủ Cộng hòa Donald Trump vào tháng trước. Mặc dù có ý định tái tranh cử, nhưng tôi tin rằng vì lợi ích lớn nhất của đảng và đất nước, tôi quyết định rút khỏi cuộc đua và chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ tổng thống của mình trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, ông Biden nói. Quý vị, theo Newsweek, trong ngày 22 tháng 7, ông Donald Trump đã yêu cầu được bồi thường cho các nguồn lực mà đảng Cộng hòa đã chi cho chiến dịch tranh cử đối đầu với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Cựu Tổng thống Trump cho rằng đảng Cộng hòa cần được bồi thường vì những hành vi gian lận của đảng Dân chủ sau khi ông Biden rút lui. Chúng tôi đã tiêu tốn rất nhiều tiền bạc và thời gian để đối phó với Tổng thống Biden, nhưng ông ấy đã từ bỏ sau kết quả tranh luận không tốt bây giờ chúng tôi phải bắt đầu lại từ đầu rõ ràng đảng cộng hòa cần được bồi thường vì hành vi gian lận của đảng dân chủ và truyền thông tin giả họ đều biết ông biden không có khả năng tranh cử và che giấu điều đó ông trump cho biết ngoài cựu tổng thống mỹ rất nhiều nhà lập pháp cộng hòa cũng cho rằng đảng dân chủ đã cố tình che đậy tình trạng sức khỏe suy giảm của tổng thống biden trước công chúng đảng dân chủ đã ngăn chặn những gì mà người dân cần biết quốc hội cần điều tra việc này Ông ấy rõ ràng không còn là Joe Biden của 4 năm trước. Ông ấy không còn khả năng tranh cử. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói. Đồng quan điểm với ông Johnson, Chủ tịch Ủy ban Quốc hội Đảng Cộng Hòa Richard Hudson đã lên tiếng cáo buộc Đảng Dân Chủ lừa dối người dân Mỹ. Đảng Dân Chủ biết ông Biden không đủ năng lực để tranh cử, nhưng họ lại chê đậy điều đó. Nếu ông Biden không đủ sức khỏe để tranh cử, thì ông ấy cũng không đủ sức khỏe để làm việc trong phần còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống. Ông Hudson nhấn mạnh. Vào ngày 21 tháng 7, Tổng thống Biden đã thông báo dừng chiến dịch tranh cử, khẳng định đây là quyết định vì lợi ích cao cả nhất của nước Mỹ. Phó Tổng thống Kamala Harris hiện được xem là ứng viên hàng đầu của Đảng Dân Chủ để thay thế ông Biden. CNN đưa tin, bà Harris tuyên bố đăng trên mạng xã hội X chiều 21 tháng 7 viết rằng bản thân rất vinh dự khi được Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ với tư cách là ứng viên Đảng Dân Chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng Đồng thời khẳng định mục tiêu của bà là đoàn kết toàn nước Mỹ trong việc đánh bại ứng cử viên Cộng hòa Trump. Thay mặt người dân Mỹ, tôi cảm ơn Joe Biden vì sự lãnh đạo phi thường của ông trên cương vị Tổng thống Mỹ và vì ông phục vụ cho đất nước hàng chục năm qua, bà Harris viết. Trong một năm qua, tôi đã đi khắp nước Mỹ và nói chuyện với người dân về sự lựa chọn rõ ràng của họ trong cuộc bầu cử quan trọng lần này và đó là những gì tôi sẽ tiếp tục làm trong thời gian tới tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của bản thân để đoàn kết đảng dân chủ cũng như đoàn kết toàn nước mỹ để đánh bại ông donald trump bà harris viết thêm